Từ tháng 5 năm 2022, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF đã tổ chức lớp học bóng đá cộng đồng ngôi sao BVF tại trụ sở ở thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên dành cho lứa tuổi từ 9 đến 15. Không chỉ mở ra sân chơi lành mạnh giúp các em khám phá tiềm năng của bản thân, ban huấn luyện BVF hy vọng thông qua chương trình có thể tìm kiếm, lựa chọn những học viên có tiềm năng, khát khao để bồi dưỡng trở thành học viên chính thức BVF trong tương lai. Ngày hôm nay, ngay tại BVF sẽ diễn ra lễ hội mang tên là Ngôi sao BVF. Đây chính là khu vực bàn ghi danh nơi các chị ở BVF sẽ check thông tin của các em học viên lần cuối và chuyển các em sang bàn kế toán, nơi các em sẽ đóng tiền và nhận đồng phục của mình. Đây chính là khu vực bàn cấp đồng phục, nơi các em sẽ nhận đồng phục của mình và sau đó mặc vào và tiến vào hội trường bên phía bên trong để có thể nghe phổ biến về thông tin của chương trình ngày hôm nay. Trải qua quãng thời gian luyện tập cùng bạn bè, thầy cô chương trình bóng đá cộng đồng, hôm nay các em có cơ hội vui chơi, thử sức trong sự kiện Festival Ngôi sao BVF. Sự kiện nhằm tổng kết chương trình đào tạo bóng đá cộng đồng khóa 1, đồng thời mở đăng ký cho các học viên khóa mới. Bên cạnh các học viên khóa 1, chương trình còn có sự tham gia của các cầu thủ U12 BVF và các đơn vị trung tâm bóng đá cộng đồng khách mời cùng cán bộ và các chuyên gia BVF. Em cảm thấy là rất là vui khi được giao lưu cùng với những người đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và cũng rất là hồi hộp ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là phụ huynh của em Phan Đăng Nguyên Vũ, học sinh khoa mới của trung tâm đào tạo BVF. Tôi thực sự là rất hồi hộp khi được đưa con tới đây vì cũng đã được từng nghe cái trung tâm đào tạo BVF rất là nhiều. Nhưng hôm nay đến đây thực sự thấy là một cái không khí và cái trang thiết bị cũng như sân tập ở đây vô cùng hiện đại. Nên là tôi rất là hào hứng, bản thân cả phụ huynh đến các con từ hôm qua rất là hồi mong muốn được càng sớm càng tốt đến đây để được trải nghiệm, được đào tạo, được con được học ở môi trường bóng đá ở đây. Thì cũng rất hy vọng là qua cái thời gian được tập ở đây, con sẽ được rèn luyện sức khỏe và kỹ năng thi bóng tốt nhất và mong một ngày không xa con sẽ phát triển tốt với cái mong muốn, cái kỹ năng đá bóng của mình. Điểm nhấn của sự kiện chính là hoạt động thi đấu giao hữu, các mini game và phân loại các học viên đăng ký khóa mới. Niềm vui, sự hồ hởi là điều dễ nhận ra trên gương mặt mỗi cậu bé. Bố con tôi cũng đi từ xuất phát từ gần 6 giờ sáng. Đấy thì hôm nay lần đầu tiên đến với lại trung tâm VVF này thì cũng thấy là ngay từ cổng vào chúng tôi cũng đã thấy cái sự chuyên nghiệp của trung tâm mình. Đấy thì khi vào được tiếp cận với cơ sở vật chất, được tiếp cận với môi trường thì chúng tôi thấy đánh giá là nó cũng là một trung tâm rất chuyên nghiệp. Đấy thì cho cháu vào đây đang theo dõi cháu tham gia bắt đầu thi đấu thì tôi cũng cảm thấy là cũng vinh dự và may mắn được cháu được đến đây được trung tâm tiếp nhận. Cuối chương trình là lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa 1. First of all, I want to say that I'm very delighted and happy to see so many smiling faces today. It tells us in the first place that playing football is fun. And if I see the engagement and the commitment from all the players, all the teams, even winning or losing, it's fantastic to see. These kind of festivals give you that
moments of fun and commitment in the game. Same time is a festival, is the end of our first round course we started to organize 2 months ago. First of all, I want to thank all the parents and give the confidence to the PDF to have players under our guidance on the weekend, Saturday and Sunday. As I explained, when we did the introduction, we tried to bring a program which is aligned with modern football development, guided by, first of all, committed, engaged and experienced people. And if I compare the first sessions I saw from a lot of our PDF community players, and I see them now today playing in the games, we can see that they have already made some improvement. So we hope to see a lot of the faces from the first course back in our second round course. And as the first course was our first learning experience, we have made good analyses and we will bring and try to improve a lot of new things in the second course. This brings me to the final moment of the closing ceremony. That means that we want to thank our participants for their engagement and commitment in this course. And we want to show that with a certificate which shows that you not only participate, but you were committed and engaged. And some of you have really some potential to become in the future PDF players. And in my last words, I want to thank all the people who have helped to work today, to organize our first round course, and everything was running in a very good and smooth way. From PDF administration, over many coaches, everyone involved in this program, I want to thank you. Thank you.